Sau đó tiên xin chào toàn thể các bác với chim đêm trên toàn quốc nha. Hôm nay giới thiệu với bác một cái bộ sản phẩm siêu siêu khuyến mại khủng khiếp khi các bác mua hàng nhé em. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm, em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới phải thanh toán nhé. Giá thì em sẽ công bố giá công khai luôn để cho các bác dễ mua bán. Khi các bác mua một đôi tép này, mua một đôi tép nhọn nhá, nhà em sẽ tặng theo một đôi côn này và có cả phễu đi theo nhá, với giá chỉ có 350.000 đồng. Em tuyên bao ship đến tận nơi cho các bác. Bác không nghe nhầm đâu nhá. 350.000 bao ship đến tận nơi gồm 6 món như thế này các bác nhá. Đấy, giá gọi là siêu đẹp, siêu khuyến mại luôn. Và chương trình tri ân khách hàng chuẩn bị đầu mùa rẽ run năm 2022 thì em sẽ chỉ dành tri ân khách hàng này chỉ trong vòng 1 tháng các bác nhá. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi là em sẽ không khuyến mại nữa và em sẽ trở lại giá như ban đầu là 350.000 một đôi, em bao ship đến tận nơi, không tặng kèm côn đâu nhá các bác nhá. Đây là các bác mua trong thời gian khuyến mại thì em sẽ tặng kèm theo các bác là một đôi côn để nhằm cải thiện cuộc sống, nói chung là ủng hộ anh em trong mùa dịch Covid. Hết mùa dịch Covid, năm vừa rồi dịch anh em mình chim cò bán thì rẻ quá, đâm ra là cũng hạn hẹp. Thì hôm nay em dành một cái chương trình tri ân khách hàng đến toàn thể các bác. Thế thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái côn này cho các bác xem nhé. Riêng hàng côn này của nhà em nhá, bao chống nước cho các bác luôn. Khi các bác đánh nhá, bị nước vào nhá, anh em vẩy đi vẫn đánh nước, đánh được bình thường. Côn này này các bác này, côn này của nó toàn bộ là côn phíp hàng xịn. Và nhà em đã dán gioăng, nhà em đã thuê dán gioăng ở trên này cho các bác rồi. Và phần keo này các bác nhá, riêng phần keo này các bác này, các bác nhìn thấy không? Có nhìn thấy phần keo, keo nhà em đổ nhá, cực kỳ là chắc luôn. Thuê sản xuất mà các bác đặt làm theo yêu cầu mà. Đâm ra là hàng này cực chất lượng nhá. Anh em đánh này không sợ bục màng, không sợ bị cháy côn nhiều này. Hàng này thì cực chất luôn nên anh em yên tâm. Còn về đôi loa tép thì các bác đã biết rồi. Tép nhà em toàn bộ là tép Việt Nam. Đối với hàng tép Việt Nam này nha các bác nhá, củ của nó là đường kính từ bên này sang bên này là 8 cm, đường kính dày lâm châm là 1/8 đấy, và toàn bộ đây là phần thép sắt mạ nha các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng Việt Nam, hàng tép nhọn chuyên dụng để anh em mình bẫy chim rẽ run. Hàng này bẫy chim rẽ run thì không ai có thể chê được, bởi vì hàng này bẫy rẽ run cực chuẩn luôn các bạn. Đầu mùa rẽ, chuẩn bị đến đầu mùa rẽ run năm 2022 rồi, khi các bác mua hàng nhá sẽ nhận được 6 món như thế này với giá trị là 350.000 và sẽ không phải trả thêm một phụ phí gì nữa. Còn về phần phễu này các bác này, em hướng dẫn các bác chọn cái phễu này luôn. Khi các bác mua phễu này nhá, các bác chỉ cần lấy tay búng như này, búng như này nó lon con là được, còn nó bụp bụp là không ăn thua nhá. Ví dụ búng vào nó này, nó bụp bụp như này là không ăn thua này. Đấy là hàng phễu rẻ, hàng phễu đấy là nguyên liệu chết. Còn hàng phễu này của nhà em là đã pha thành phần thủy tinh cực kỳ ok rồi, cực kỳ nhiều rồi. Tại sao phễu nhà em kêu bong bong này? Bởi vì là nhà em đã đặt sản xuất, đặt riêng sản xuất cái phễu này riêng cho nhà em nhá. Thành phần thủy tinh nó nhiều và nó sẽ bóng hơn và nó sẽ đanh tiếng hơn, để nhằm cho chúng ta đánh con chim nó hay hơn. Đấy, cái phễu này là để dẫn hướng âm thanh các bác nhá. Đấy, thì vừa rồi em có giới thiệu về cái đôi loa tép nhọn hàng HQ301 chuyên dụng để bẫy rẽ run. Thì bác nào cần cứ liên hệ em, số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho các bác chủ động liên hệ. Nhà em chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các dụng cụ săn bẫy như lưới, loa, keo, xào, cạn đầy đủ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em. Xin chào toàn thể các bạn, hẹn các bác video lần sau. Chúc các bác một mùa săn bẫy thành công. Chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Xin chào toàn thể các bạn.